nhìn chú ơi, quá, đã quá. Có cá lóc bự, ôi trời, trời ơi. Rồi, là nói đầu tiên cho Đạt xin gửi chào đến tất cả các bạn, các bác hàng xa nha. Hôm nay Đạt với lại chú Dũng nhớ con lên chút. À, hai chú cháu sẽ đi cắm cá lóc đêm để thăm và quay cho mọi người xem. Thì trong đó là đi cùng với cha, cha là làm caramel đằng sau lưng. Xin chào mọi người. Chào cả nhà luôn trai. Chào cả nhà, cả nhà. Rồi quay lại. Rồi cắm cá lóc thì được chứ. Cần câu nè, với lại nhái, nhái mới mua sáng nha cả nhà. Rồi bây giờ Đạt với lại chú Dũng đi cắm và tối quay cho nhà xem bao nhiêu thành quả nha. 100 cây này thử coi được bao nhiêu cá lóc nha. Hy vọng. Đạt cắm câu rồi cả nhà. Đây Đạt về cắm cần câu cá lóc đây. Trời sáng dưới rồi đã lắm. Đẹp luôn á. Tiếp tục cái thứ hai. Ok, cái kế tiếp cho nãy là cắm có chục cây rồi. Rồi cả nhà ơi, bữa nay á gì bữa nay á là trời mưa quá trời mưa luôn, bây giờ đi thăm cá cha giờ đang nhộn sao đó. đi thăm cá nha, trời mưa cả nhà ơi, giờ đi thăm cá mưa quá trời mưa cả nhà, cây đầu tiên không có dính không, khỏi cái cây đầu tiên không dính nè chú ơi, dạ sao kỹ đó. Trời lên cây nó nằm. Thôi để vậy đi. Nó nằm vậy đó nha. Không chơi. Lỡ cây cấu mất tiêu rồi trời. Trời ơi. Cây cấu mất tiêu rồi. À đủ. Để coi cái thứ hai coi sao, cây mất tiêu, cây con tụi tiên mất tiêu luôn rồi. Nếu mà cây thứ hai mất là không phải cá nó là nó lôi đâu. Trời ơi, cây này mất mồi luôn rồi. Hả? Hết mồi. Nhìn con gì nè. Trời ơi. Nó xảy nữa rồi. Trời ơi. Thay mồi lên cây không á. Để đèn bớt không? Trời ơi em dòi mé. Ôi. Cái này dính mà dính con gì? Con lương hơn cái gì nè. Con gì ta? Ơi cá lóc. Cá lóc trai. Nè nè. Ủa cá lóc bự. Nè nè nè. Đừng có cá lóc nha cả nhà. Nãy giờ thăm 10 cây rồi nè. Ừ cá lóc. Bên đây có nè chú. Ừ. Cá lóc này ngon. Bởi kể Đạt hô đó. Không có. Có. Ừ Đạt nó nhắm địa hình hay quá. Quá phải. Ừ. Chuyên nghiệp có khác. Con đầu tiên luôn, nãy giờ mười mấy cái à. Vô sọt em trai. Đó, có nấu cháo nè, nấu cơm dâu đắng nữa nè. Có cơm đắng biển rồi ha. Tới ông chuyện luôn nè. Cái này móc nhái không có quay được. Móc tiêu rồi. Ê, dính chú ơi. Dính chú ơi. Quá, đã quá. Có cá lóc bự, ủa cá lóc bự. Ôi trời. Trời ơi. Quá. Đã quá, cá lóc. Trời ơi, cá lóc nó bự. Thôi cả nhà ơi, lòng mưa gió. Đúng rồi. Không phụ lòng mưa gió. Đã quá Đạt ơi. Nó bự. Anh hai ơi, không phụ lòng mưa gió anh hai. Thêm quá con nữa nha. Nặng luôn. Nặng luôn đó. Nặng liền. Hết lạnh chưa, hết lạnh chưa nè. Ôi bớt rồi, không phụ lòng mưa gió.
quá trời mưa gió còn đi cắm nữa nè. Ừ. Ta không? Đây 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 đây. Hay quá đẹp Quyển ơi. Dạ, yeah, nó mập u luôn ta, mập u luôn đó ha. Cho chỗ con cắm cái ta. Đây mập u luôn. Chưa, trời ơi, bài chỗ cái này nữa. Ba bốn cục cây không lẽ nó không ra hình đúng không? Giờ đi cái tiếp theo này cả nhà ơi. Nó mất tiêu rồi. Mưa, trời đang mưa. Ơi, con này cá nó còn. còn chứ ơi. Ừ chú ơi, mày lên tắp. Trời ơi, cái này nó mất nháy chú ơi. Trời ơi trời, sao kỳ vậy? Gì vậy? Ăn nó ăn ăn ngáy vô bụng rồi. Văng nước. Trời ơi. Ôi, bây giờ để đặt xử lý con rắn này nha cả nhà. Con rắn này nó quá háo đói rồi. Trời ơi, thấy ghê vậy. Phải bự bự xíu nữa kia cũng đỡ. Xíu à. Cái này ngon quá, cái này ngon. Gì vậy? Gì vậy nhá? Cái nó mới ụp mà. Cái ụp hoài, cái ụp hoài. Ơi ơi ơi. Em yêu. Em yêu lên dễ nha. Ủa nó liệt cái thận kìa. U là trời. Mày ngon. Dậu xảy luôn vậy. Trời ơi. Xảy chú ơi. Trời ơi tận. Nó nhảy vậy vậy xảy luôn. Đã quá. Thôi bây giờ cắm lại đi, cắm lại cái khác đi. Nhái còn thinh ta. Thôi con nhái còn thinh cả nhà. Thôi hôm nay xảy luôn. Đây xảy luôn chơi, cho nhái vô cho. Kỳ ta. Trời ơi nội mày ơi, con gì vậy? Quái vật. Trời ghê, cần vợt không? Quái vật. Cần vợt không? Điện hình ngon quá. Đúng rồi. Ê, thôi rồi, rồi. Quái vật, quái vật. Ui, vậy? Cái ở vậy tao nói mẹ. Chưa phải nước. Cà chê. Cà chê. Cà chê mà. Cà chê, tưởng con cá lóc. Vậy nãy giờ nó lôi mấy cây cần câu là nó nè chứ mai. Rồi đây nó phá ba rồi. Thôi làm lợi đi, tháo ra bỏ giọng rồi làm lợi đi. Trời ơi, thiệt tình. Có gì khủng như á. Trời ơi, trời nó xuất rồi, nó xuất rồi. Vậy là nãy giờ cái chê nó ăn không luôn. Cái mấy cả nhà ơi. Trời ơi. Sao? Ủa sao cá chê nó ăn nhái kìa vậy? Đuối là gì nó đuối, nó đuối là nó cuốn. Thôi gì chị trắng con chú Dũng. Móc móc mồi tiếp tục. Nó đuối là cuốn luôn. Rồi, buổi sáng Đạt đi kéo mấy cần câu về cắm. Ủa, cái cần câu này. Cái con gì? Té dữ luôn. Trời ơi. Thấy hoài ta. Ừ, dính cá này, dính cá nè, trời ơi. Ừ, cá lóc không cá bự, cá bự, bự. Ôi, ôi. Trời, đá đó. Nó quấn người kia vậy, quấn người Trần Đức đó. Quấn người cỏ này kìa. Đức. Wow. Sáng là đừng con. Ừ, đừng con nha ơi. Cái giờ mười mấy keo đừng con. Đợi khổ ơi. Đợi khổ nha. Đừng mất con mắt luôn hay gì vậy? Lóc đồng đúng là lóc đồng. Cái này xảy luôn không? Cá lóc.
sáng đẹp quá. Hả? Sáng trồng khe đẹp. À, tiếp tục thôi. Chúng con nào quay cho nhà xem tiếp. Dính. Bữa bữa ghê. Trời dính cái lóc, cái trời ơi. Trời vô quay cái cần câu cho nó nhịp nhịp. Bữa luôn đây nè. Có nhiều bữa không? Rồi coi. Cắn chắc vậy đó nè. Vuột mất nữa. Ăn con nữa nè. Con lý nha. Cầm. Còn ngón như cái rễ. Con cá này cháy nữa nè. Chưa tiết mép rồi. Cá lóc đồng. Hai con. Chưa tiết mép rồi. Có được mấy con nữa. À, tiếp tục coi. Yeah. Cắm cái cây cho đó mà nó lôi tới tay luôn nè. Đâu? Đỏ luôn á, thấy không? Trời vui luôn. Rồi xảy luôn rồi. Trời ơi, cái này bự lắm ta ơi. Không mưa là ngon rồi. Rồi xảy cái nữa. Xảy cái nữa, cả nhà có một đống cỏ nữa cả nhà. Trời ơi. Lôi cả ngay luôn. Con này con cá. Cá lo mấy cần à, chứ cần à. Ai lo mấy cần à? 5 cần à. Mất 5 cần rồi đó. Thôi, đi. Đây, dính con nữa cả nhà ơi. Dính. Mất cái đọt luôn. Chưa nữa, mất cần ơi. Ơi. Rồi cái bự. Ôi. Cái này ngon nè, cái này ngon nè. Bự quá cả nhà ơi. Chưa mất cần câu nữa rồi. Lôi mất câu nữa rồi. Chưa mất câu nữa rồi. Móc gì kì vậy? Móc ngoài hả? Ngoài nè. Ủa con cá này nó mập. Đây là từ nãy hôm qua nay dính mấy con cá lóc bự bự nọ mà xảy rồi. Cần đi á. Uống thiệt chứ. Đi tiếp tục cái lấy cái. Dính. Trời ơi. Xảy luôn. Đâu này có cá nào nó xảy nó lôi nhiều quá. Mấy cây câu luôn. Đó, nó dính rồi chứ. Đâu? Dính. Nhịp cái trời. Đây. Đó này chắc cũng nhỏ hả? Lâu lên luôn rồi con. Chắc cái này kho tiêu mới ngon nè. Mềm. Ôi, cái lóc bên đây có nè. Nhưng mà qua không cắm bên này. Úi da. Biết cắm bên ao này, ao đó là được rồi. Nè. Cái này nó con nhái nữa này. Lạnh hả? Lạnh hả? Dính con nữa cả nhà ơi. Trời ơi, con nhặn ngủ dưới đây. Ê, cá rô. Ơi, cá rô bự. Vô bầy. Trời ơi, cá rô nó bự. Trời ơi, xảy luôn. Ôi, ngon quá. Cá rô bự quá rồi cái nhà. Ôi, cái này mà 5 con thôi, kho tổ. Trời ơi, kho tổ. Đồ tối. Rồi tối đâu có thăm nổi đâu, xỉn qua nằm giác. Đúng rồi hả? Được con giác, được 3 con. Mồi luôn. Bởi vì em không. Không có mồi, có mồi. Đường cá chê cũng xảy đem về nhà giọng mất luôn rồi. Bự ra. Được không? Bự ra. Kìa. Ô, ô, ô. Đang qua nghe, đi. Nó quấn dễ vậy đó. Quấn vô cỏ, đứt dây à. Ừ không? Rồi, nói thấy chưa? Nói rồi. Giờ coi nó có bay lên hơn. Bay lên gì nữa? Trả cá cho ông sao ạ? Bự không? Không trọng à. Chết cũng bộn. Này đi dính con nữa nè cả nhà ơi. Xảy đi, xảy luôn đi, xảy.
xảy luôn đi. Thiệt luôn chứ ở này xảy cá lương. Cái lưỡi này nó không quát đó. Lưỡi nãy lưỡi quát rồi mà. Nó dạy quá anh nguyên đi mà không quát được nữa. Đêm luôn. Ghê thì mắt. Chưa, thằng này đâu quát đâu. Đó chưa, thằng này không quát đâu. Thằng kia đâu nó quát mưa. Mạnh dữ chứ. Nói ủ mấy con cá này mạnh. Lóc mạnh lắm. Rồi, cả nhà ơi. Thì hồi tối thăm được mấy con. Thì mấy chú cháu nấu cháo rồi lai rai chờ đi mưa. Hôm qua thì sáng hôm nay là đi thăm đâu cũng được mấy con cha. Sao quay con lại đây? Wow. Đó cả nhà thấy không? Hoành. Con này thấy vỏ vàng, con rô bự ghê. Nằm lóc một cái rô. Rô bự quá. Cái rô bự nè. Với lại mấy cá lóc. Đó, nay cũng được nha. Tại vì tối trời mưa quá đi thăm có một lần rồi cả nhà. Thì này Đạt xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo nha.